Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại cái YouTube của mình. Tôm và Jelly của anh em đây. Đấy. Hết mét 7 một màu có cõng được 6 không? Lại đến Tôm và Jelly có cõng được 6 không? Thế tôi hỏi các ông, cái hai cái con này nó cùng 1m7 với nhau, con kia nó cõng được thì con này nó chả cõng được thì sao? Ở đây, nhiều anh em bạn à? Đâu anh chơi à? Thế là nhiều anh em hỏi mình bảo là nó có cõng được không, thì hai con nó bằng nhau rồi nó chả cõng được. Con Tôm và Jelly này cũng 1m7 á. Cái lý do tại vì sao nó đắt hơn? Nó đắt hơn là tại vì nó in nhiệt. Tại vì nó in nhiệt thế cho nên là nó đắt anh em ạ. Có gì đâu, đây đây, nó vẫn cõng bộ còi này đây. Nếu mà anh em muốn cõng nhẹ nữa thì cho nó cõng tầm D28, D30, D28. Như cái con hôm qua là con đỏ đấy là nó cõng D35 anh nhỉ. D35 đúng không? Đây, như con này nó cõng nhẹ hơn thì nó có thể là nó bồng bềnh hơn đây các bạn. Mình hớt bình thường mà. Đây, như thế này là mình hớt bình thường các bạn. Đường nắng quá. Đó rồi. Đó đấy. Đây của anh em đây. Cõng bình thường. Đây. Giàn này nó bé hơn anh em ạ. Nó bé hơn thì đồng nghĩa với cái việc là nó kêu nó. Nó kêu nó sẽ gắt hơn nhưng mà nó không to bằng. Anh em ạ, chứng tỏ là cái quả sáo này vẫn nặng. Đấy, mình quay mình test thực tế, mình không cắt ghép gì đây cho các bạn xem. Ôi. Nó phải đẹp thì nó mới lên được. Thì đây phải rất nghệ thuật chứ không nó cắm đầu ngay, tại vì nó đang nặng đầu. Con này khả năng sáo này hơi nặng rồi. Nó nặng thật. Nó phải lên nữa anh em ạ. Đây, các bạn nhìn gì không? Cho nó cõng cố để cho nó kêu to à. Mình đỡ được. Đây này nó cũng có cắm đầu đâu. Đây này nó bồng bềnh, nó có cắm đầu đâu. Vẫn bồng bềnh bình thường. Rất là dễ lên anh em ạ. Nếu mà nó nặng nó cắm đầu ngay đây, nó vẫn bồng bềnh, nó lắc lư thế này. Nó bồng bềnh, nó lắc lư, nó có gì đâu. Gió nó đang quấn. Nè. Chả xảo. Tại vì cơ bản là nó bằng nhau anh em ạ. Nó bằng nhau mà. Nó bằng nhau thế cho nên là nó lên là chuyện bình thường. Nó cõng sáo lên là chuyện bình thường mà. Đây đây. Mỗi tội là bé thì mình cõng sáo bé thôi. Bây giờ mình sẽ thả cho nó bằng nó tối cho chiến đấu với nhau. Ngày hôm nay chúng mình chơi hơi rực rỡ anh em ạ. Chơi rất nhiều diều. Nguyên một bầu trời diều. Chả mấy khi gió nó đẹp thế cho nên là dạo này anh em ạ ấp ủ lâu lắm rồi. Mình lại cho các bạn nghe tí. Còi này còi 30 anh em ạ. Còi hôm qua là còi 35. Còi này là còi 30.
này nó vươn này hết ý luôn này. Dây để quấn bát đem đi tất diều cho các bố xem. Cần đét này, nèo giữa cần đét anh em ạ. Dây thẳng đứng này. Mình đang sử dụng cái dây 1 ly anh em ạ. Con này vốn dĩ nó đang sử dụng cước đúng 1 ly. Ai nhiều anh em hỏi mình bảo anh ơi có gì không? Anh có dây để thả con này không? Mình có nhé, mình có dây cước đúc 100 một cân anh em ạ. 100 nghìn một cân là thả mút chỉ luôn, thoải mái luôn anh em ạ. Còn như cái dây này nó hơi lãng phí. Anh em chơi đài dây này hơi lãng phí. Rồi, mình thả đến tầm mút rồi là mình sẽ thôi nhé. Bắt đầu đến trong này nó dính anh em. Mút rồi. Mình chỉ sợ gió to gãy anh em ạ. Con này buộc luôn đây nhá. Anh ơi, anh Toàn này. Ừ. Anh cầm con này buộc luôn đây. Mày cho anh Toàn anh cầm dây anh em ạ. Hoặc mút căng vãi này. Cầm chắc vào. Anh cảm giác sao? Nó cũng... bình thường đúng không? Nó cũng bình thường. Không khét bằng cái dàn 35 hôm qua đúng không? Ừ. Năm qua khét. 35 hôm qua nó đỉnh rồi. Buộc chỗ. Hả? Tôm đỉnh nha. Tôm đỉnh đấy. Nèo là nèo hơi đần một chút. Mình thấy là ok anh em ạ. Nhưng mà con tôm con đỏ nó cõng cái dàn 35 khét hơn. Hơi nặng nhưng mà khét hơn. Anh em chơi sáo chấp nhận thôi. Tại vì diều bé mà muốn cõng sáo to thì chắc chắn là nó nặng rồi. Đây mình chả che giấu gì. Nếu mà mình là một cái thằng mà thích che giấu để bán hàng ấy, mình che giấu luôn mà con này nó không cõng được cái dàn như thế. Thực ra nó vẫn cõng được nhưng mà nó phải chơi gió đẹp. Đấy. Bình thường kia nó trầm hơn, nó trầm nó kêu to hơn. Cái đê to hơn là chắc chắn nó kêu to hơn rồi, chẳng qua là đê bé hơn thì nó khét hơn thôi anh em ạ. Nó gắt hơn. Nó gắt ở cái ngọn đấy các bạn. Đấy. Buộc đâu rồi nhỉ? Buộc đâu rồi nhỉ? Đấy. Thì ok anh em ạ. Nhiều anh em hỏi mình quá, hỏi nhiều quá về cái vấn đề cõng được sáo hay không. Ok, tôm cũng cõng được sáo. Một màu cũng cõng được sáo nhá các bạn nhá. Và sáo mình cũng có luôn. Đấy. Tí mình sẽ sâu sáo cho các bạn xem. Tí nó sâu sáo hoặc là bây giờ mình sâu sáo luôn. Thì bây giờ mình đang trên đồng, mình đang thả diều chưa về được. Ok anh em. Đấy, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau rồi. Đấy, lần sau thì mình sẽ cho các bạn xem mấy cái mẫu mới. Mình đang về cái mẫu cú 2m anh em ạ. Mình đang về cái mẫu cú 2m. Nếu mà anh em mà quan tâm thì cứ inbox cho mình. Khung nan nó bảo đảm bảo là ok anh em ạ. Đấy. Ngày hôm nay thì chủ yếu nó là cái gió đẹp. Anh em cậu cháu mình bắt đầu phá nó, bắt đầu phá đấy. Đấy cái là mạnh mẹ nó mới. Đó quá đấy. Ờ. Muỗi à? Muỗi. Con này muỗi hôm qua của anh Toàn là nhặng. Ui. Quá khét luôn. Nó phải thả nó trao vào như con kia chắc nó mới kêu. Ồ. Diều của mày lộ ra rồi kìa. Đen xì nhìn trông như cái tã kéo mướt rồi. Đẹp dã man anh em ạ. Sời. Nói chung tôm mà ra ly lên trên trời nó có một cái gì đấy trông nó vẫn rất là trông nó gọi là đáng yêu anh em ạ. Đấy. Tại vì mình chẳng qua mình là tầm tuổi này rồi mình chơi tôm mà ra ly mình cảm thấy nó hơi trẻ con chút thôi chứ không tôm mà ra ly lên trời nhìn trông nó vẫn đẹp mà. Ok anh em. Đấy hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cái loại con đỏ bắt đầu ấy. Giật như thế này. Anh em nào cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhá. Chào các bạn nha. Chào các bạn đi Tú. Chào các bạn. Tú yêu các bạn gái. Yêu các bạn. Đây anh em ạ. Kéo mày tận tay luôn. Đấy mày quay bắt anh em nghe cho nó rõ luôn nè. À quay. Choáng. Nếu quay đâu choáng hoa mắt. Hoa mắt chóng mặt rối loạn triều đình hỏng luôn. Rối loạn triều đình. Mỗi lần mà mình kéo dèo xuống xong là Tú hay bị nghếu lắm anh em ạ. Hỏng người. Ok anh em.